luôn. Xin chào mọi người, đây là cái lô để cuốn xoăn có cái đường kính là 4mm và cái này là 6mm. Thì cái này, những cái size nhỏ như này thì ở Việt Nam không có, toàn đặt bên Trung Quốc về thôi. Nên là đây là mình đặt cho giúp khách hàng thôi, chứ mình không nhập cái này đâu. Ai mà có nhu cầu thì có thể liên hệ để mình đặt giúp. Đây là cái 4mm này. Đây, đường kính 4mm. Đó. Cái này là 6mm. Đều là cắt dài 25cm.